có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Mình cũng rất là lúc ấy cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Em ra đón, lúc đấy chị lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn rồi, ôi thì vợ em mình có mặc áo khoác mà. Nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong, nhìn thấy hết các đồ trong thấy ừ. Thì thấy ơ sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này, sao lại mày nhở. Bây giờ không bỏ vợ không sao luôn, vợ chồng rất là đẹp đôi chị ơi. Đấy, người quen của chị, con rể tôi. Em xin được chào anh Quốc Thuận. Em xin được chào mẹ Mai. Em là Phạm Anh Tuấn, hôm nay 33 tuổi, hiện là em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ. Sao con rung dữ vậy? Con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Dạ. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Lâm Diễm Quỳnh ạ. Em 21 tuổi, quê ở Lai Châu ạ. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Cơ duyên hai bọn em gặp nhau, em có đi làm một chương trình event, vô tình là cũng book phải vợ em. Cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều, bởi vì là vợ em đeo khẩu trang, make up. Chỉ thấy là bạn này rất là trẻ, rất là cao. Và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút. Sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Còn Quỳnh thì sao con? Con có thích ảnh không? Trong cái vai diễn của ảnh con có thích chưa? Vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các vai diễn của anh lắm. Nhưng mà vì sao con biết là không phải? Là sao? Bởi vì là chả xem phim nào của con đóng mà chỉ biết con là diễn viên thôi. Là Thảo Mai thôi đúng không? Em có xem một phim của anh đóng. Có xem phim. Con là chỉ phim một vài phân đoạn thôi. Hóa ra là xem một vài phân đoạn của một bộ phim thôi. Đó là cái cách của bé thôi. Cái công việc của bé nó phải vào, nó gặp anh để nói vậy để cho đỡ có phải bị áp lực nè, đúng không? Mà con make up cho anh á, rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, là cũng kiểu là sợ là make không đẹp rồi là sẽ bị chê, nhưng mà sau đấy thì con thấy ưng. Con cũng hơi thích thích thôi ạ. Cả hai đứa gặp nhau đều hơi thích thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Xong đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con thế. Nó cũng bớt thích đi một chút. Đến cái lại cảm thấy rất là ấn tượng, bởi vì là không quá là trưng diện. Và sau khi đi xem phim về đi ăn rồi lại trở về, rất là nói chung là rất là cuộc hẹn rất là trong sáng, tức là nghiêm túc và trong sáng, rất nghiêm túc, kín cổng sáng, cao tường. Dạ. Rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không, hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Có, sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi ngày đấy, đầu tiên đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Mình cũng rất là lúc ấy cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy con rất là chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Là trong không, sáng rất thôi. Là trong sáng á. Khi mà vợ em ra đón, lúc đấy chị lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn rồi, ôi thì vợ em mình có mặc áo khoác mà. Khoác nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong, nhìn thấy hết các đồ trong thấy thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này, sao lại mày nhở. Rồi em lên nhà nằm nghỉ, mọi thứ cũng bắt đầu mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần thì ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ông ấy thì nó mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ cái gì không? Lúc này thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Rồi sau đó mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? Sau đó thì một tuần đi khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là con đang yêu bạn này, cũng muốn là đưa bạn đi về nhà ở. Vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa, cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở. Mà bố mẹ thì chưa được gặp, nên hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì ở nhà trọ. Nhà trọ. Bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau một năm, nói chung là cũng có nhiều biến cố mà. Lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế. Và một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà trọ. Mà nhận nhau đúng không? Dạ.
cho Quỳnh nó nói coi, Quỳnh tại sao vậy con? Trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, cũng có quen một bạn, cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi. Đến cái lúc mà bọn con cãi nhau ấy, thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được một năm, con lúc rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Sau đấy là bọn con cãi nhau to, con bỏ đi 3 ngày luôn. Vợ em mới bảo là hôm nay chiều hôm nay về lấy đồ nốt đi. Nghĩa là dọn nhà đi luôn á. Đúng rồi, tức là quyết định là chia tay á. Cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà. Có em bé xong là bắt đầu kết hôn luôn. Đúng không? Dạ vâng. Con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Mọi thứ nó đốt rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu yêu nhau cũng lâu rồi. Anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ giục là thử đi. Đến lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật luôn. Vâng. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không? Từ khi mà em cưới vợ này thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà lo tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Cũng rất là khó khăn, việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ ít đi. Nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. May mắn một cái là vợ con bầu này, vợ con lại có rất là nhiều quảng cáo. Cũng trộm vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó con lại nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn nữa. Trời, vậy là em bé. Rồi có cái mày. Vậy là em bé là cỡ chừng khoảng đâu? Bây giờ là em bé được 3 tháng rồi ạ. Đấy. Chúc mừng hai vợ chồng nha. Quá tuyệt vời. Đó, các bạn sở dĩ mà có được một thành quả như ngày hôm nay phải nói rằng là do mình lựa chọn hết. Đúng đó, rồi. Hạnh phúc là lựa chọn. Rồi bây giờ rồi, tới đấy, cái phần kia. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh. Thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Thì em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Còn nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn, lôi thôi. Từ cái lúc mà yêu con ấy, đi làm về là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi, và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng con ơi. Có ông nào không bừa bộn lắm cơ. Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau, bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy. Chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm, nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về. Và đến 10 rưỡi, 11 giờ vẫn anh đang về đây. Sau này cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn. Và vừa nghe chồng ngáy và vừa phải bế con, vừa nghe con khóc. Bé là con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì khó ai mà ru được. Về xỉn quá rồi, sao mà ru được đúng không? Rồi Tuấn có lãng mạn không? Không ạ. Rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ. Thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Và anh tặng. Và lúc cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ. Lúc yêu thì cũng hơi hơi. Lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bớt xong bây giờ bớt luôn. Không ạ, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Rút kinh nghiệm này cũng phải khác. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn ạ. Rồi ngày xưa con hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game. Cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Ngủ sớm đấy. Thế ngủ sớm thì ai trông con cho con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có ru được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ. Ngủ một vài cái sáng luôn. Thế thì con cho giờ luôn đi. Em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi bừa bộn đi ha. Ngủ sớm nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Rồi bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Có thật xấu là hay ghen á. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Nhiều lần ghen dữ dội. Cũng là vì mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á.
rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ấy. Từ những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những chuyện cũ đi. Mình đang sống thì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Không hiểu cách cú điều gì mà hay nhất cái lỗi sai của anh là anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Nó vẫn thả tim mà con, nó vẫn thả tim mà. Nghĩa là cái lúc bỏ luôn rồi, con cái đấy cũng bỏ luôn rồi. Đây là bỏ hẳn rồi, còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy không? Nghĩa kiểu không thích là anh, người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen, anh lướt qua, hiểu anh, đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ ở cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi hạn chế đi, thôi bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ thực sự bây giờ em bỏ qua tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa cho cầm. Bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con nè? Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Cô á, là cô không biết nó đóng những phim khác như nào cô không biết nhá. Nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu. Hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Đó thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là con đừng thèm ghen nữa, con vừa xinh này, vừa trẻ này, vừa giỏi nè, nổi tiếng mắc nữa, mắc mớ gì con phải ghen. Thế là con đỡ rồi cô ạ. Con phải để người ta ghen với con chứ, việc gì con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai, không công khai trên mạng ạ. Thì là chỉ có gia đình bạn bè của con lúc biết mà thôi. Yêu thì con cũng có nói cả đấy, vợ con là mình làm nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Con không muốn vợ con bị những cái người mà những cái người mà fan họ quá khích. Nhưng mà đó là họ trước đây. Dạ vâng. Không, bây giờ thì thoải mái rồi. Thoải mái rồi. Đấy, cho nên con đừng có dại gì mà con ghen nhé. Nha. Đó, cô nói thiệt đó. Còn bây giờ nè, Tuấn cũng công nhận luôn là mình cũng không có quá lãng mạn, không có tỏ tình với cô, không tỏ tình. Tỏ tình là không có tỏ tình với cô ấy. Đúng không? Dạ. Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn. Đó, thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. Vợ, trong thời gian mà mình yêu nhau này, cưới nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi. Nhưng mà anh rất là cảm ơn. Cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Ok. Trời ơi, quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui. Một bà mèo nhí. À, một bé mèo gái ha, trong năm Quý Mão này. Xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện tình yêu hạnh phúc để cho tất cả khán giả thấy được rằng các bạn đã có được ngày hôm nay một cái tình yêu, một cái niềm hạnh phúc đẹp như thế này. Đó chẳng qua đó là sự lựa chọn. Đẹp quá ha. Cái này chắc chắn là đồ của hai vợ chồng tự thiết kế nè. Chồng cũng áo màu hồng, vợ cũng áo màu hồng nè, đúng không? Cái đầm cưới này chắc cũng là cái đồ cưới hồi trước của tụi em luôn đúng không? Dạ đúng rồi, đầm cưới cách đây 5 năm. Rồi bây giờ quay trở lại với chương trình thì xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Hoài Hương. Công việc của em trong suốt 12 năm qua là một người dẫn chương trình. Em công tác tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ông xã em thì trước đây là quản lý của một hệ thống trường Anh ngữ. Nhưng mà khoảng 3 năm trở lại đây thì hai vợ chồng cùng mở một cái học viện đào tạo người dẫn chương trình mang tên là MC Academy. Và hiện nay hai vợ chồng làm việc chung. Em tên là Hải Nam. Năm nay là 30. Trẻ quá. Nhỏ hơn em 2 tuổi. Nhỏ hơn em 2 tuổi. Dạ. Nhưng mà nhất đó, gái hơn 2, nhì trai, nhì trai hơn 1. Chúc đó. Mừng em nha. Như vậy là không biết cái cơ duyên nào mà hai em lại gặp nhau, và cái mối tình chị em nó chớm nở khi nào? Thật ra thì là mai mối. Ba em là hồi xưa là làm chung với lại Hương. Sau đó thì em đi học từ Úc về. Ba em cũng có nói với em là ba làm ở trong đài, có một bé khá là xinh, thì có gì hôm nào để ba hẹn cho hai đứa gặp nhau. Và cái lần đầu tiên em gặp cô MC này thì cô ấy có khá đẹp hay không, hay là cô ấy quá đẹp? Ấn tượng của em về cô ấy. Thế còn Hương thì sao? Dạ, hồi đó thì thật ra là thời điểm em khoảng tầm 21, 22
là em bắt đầu công tác tại HTV. Nói chung là hai chú cháu hồi đó cứ kêu bố bố đấy, thì là đã làm chung với nhau ở trong đài khá là lâu. Thì tự nhiên một ngày lúc ghi hình xong đi ra thì bố mới nói chứ, bố có thằng con trai cao to đen hôi. Cao to đen hôi. Mới đi học từ Úc về, nó chưa có người yêu. Thì con có muốn là bố mai mối cho hai đứa gặp nhau không? Thì thời điểm đó là em mới vừa chia tay bạn trai cũ tầm khoảng hơn một tháng. Thì lúc đầu mình cũng không có hứng thú kết nối một cái mối quan hệ mới. Nhưng mà tại vì bố ở trong đài thì kiểu lớn tuổi mình cũng nể, cho nên mình cũng không dám từ chối. Thì cái hôm mà đi cà phê á, thì em nói là thôi bố cho con cái địa chỉ quán cà phê đi rồi con ra. Thì bố không chịu. Bố nói không, cho bố địa chỉ nhà đi rồi con trai bố qua đó. Thì tối ngày hôm đó là trên Facebook của em mới có một cái nick add friend với mình. Thì thường là em sẽ không có chấp nhận nếu mà là người lạ, nhưng mà nhìn cái avatar thì em nói ôi đúng là con bố Sơn rồi, chắc là giống quá. Dạ, giống quá. Thì em mới chấp nhận kết bạn. Thì cũng vô hai bạn vậy thôi, cũng không có nói gì nhiều. Thì ngày hôm sau là ảnh qua ảnh đón em, thì ảnh đứng ở đầu hẻm nhà, thì em đi ra xong rồi ảnh mới chở em đến cái quán cà phê đó. Và đó là một cái buổi hẹn hò đầu tiên mà có cả bố và mẹ bên đó, có bốn người. Bố mẹ luôn. Dạ. Nhưng mà Hương thì khi mà Hương gặp bạn thì cái ấn tượng của Hương sao? Ấn tượng của em á là người quá là cao, tại vì đây là cái người cao nhất trong những cái người bạn trai em đã từng quen. Và tại vì những cái bạn trai trước mà em quen thì kiểu là nhìn vô nó có một cái gì đó hơi lãng mạn, nó đúng cái style nghệ thuật của mình. Nhưng mà cái người này thì mình cảm thấy nó bị hộp, bị gỗ. Mình cảm thấy nó hơi cứng á, phải không? Bị cứng á. Thì mình cảm thấy nó không phải là gu của mình. Cho nên là trong lòng em lúc đó nghĩ là một lần và mãi mãi, tức là mình đi cái buổi cà phê này cho nó cũng gọi là cái mối quan hệ xã giao với bố thôi, chứ chắc là mình sẽ không có tiếp tục là tìm hiểu cái bạn này. Vậy thì bây giờ cuối cùng thì làm sao mà có thể đến được với nhau? Chắc chắn có phải là em phải quyết tâm theo đuổi cô này đúng không? Dạ đúng đó. Họ quyết tâm sao nè, có gì trở ngại không nè? Trở ngại là chắc chắn là rất là nhiều rồi. Tính em thì theo kiểu là một khi đã muốn cái gì rồi là mình block cái đầu của mình luôn, là phải làm cho tới, là đúng rồi, block đó. Luôn, khóa luôn đó, khóa hình ảnh nó lại. Sau này khi mà giống như hai người đi chơi đi thì ở bên kia thì cứ nói theo cái hướng là say no. Nhưng mà tất cả những cái âm thanh nó trong đầu mình là thành yes hết. Một trong những cái điểm mà em cảm thấy cái người này bắt đầu làm cho mình có dấu ấn đó là ảnh rất là giàu kiến thức. Trong những cái cuộc nói chuyện á thì mình cảm giác về sau này em cứ gọi là anh giống như là từ điển vậy đó, sao cái gì anh cũng biết hết. Thì mình cảm thấy sao mình nhỏ tuổi hơn mình 2 tuổi nhưng mà gần như là đông tây kim cổ, cái gì anh nói cũng được và anh nói cái kiến thức nó rất là hay. Thế là em bắt đầu nể, thì em lại tiếp tục có hứng thú để đi uống cà phê. Nhưng mà em phải có một cái cột mốc nào để mà em gọi là gục ngã thực sự trước tình cảm của bạn này chứ? Có, sau 6 tháng nhận lời quen nhau. Lúc đó là em tham gia cuộc thi người dẫn chương trình Én Vàng của HTV. Thì trước đó em có tâm sự với anh là mặc dù em đã làm MC cũng mấy năm nhưng mà em vẫn muốn chinh phục cái giải thưởng đó. Đó là ước mơ của tuổi trẻ của em. Thì ảnh rất là đồng cảm và trong suốt cái cuộc thi đó ảnh là người chăm sóc em, ủng hộ em về tất cả mọi mặt luôn. Thì em cảm thấy cái người này quá là chân thành với mình. Cái thứ hai, cũng ở thời điểm đó thì em có chia sẻ với anh là em đang là điều trị bệnh ung thư. Thì em nghĩ là mình phải có trách nhiệm để nói ra cái điều đó với lại cái người mà họ đã quá nghiêm túc với mình. Thì em có thể chia sẻ về cái bệnh đó của em? Dạ, em bị ung thư tuyến giáp tầm cuối năm 2011 và đã phẫu thuật. Tuy nhiên là cái khối u của em nó quá lớn cho nên sau đó em phải điều trị yếu phóng xạ. Thời điểm 2014 là em cũng điều trị được gần 3 năm rồi. Thì ở thời điểm em chia sẻ với ảnh là em cũng chưa biết là em có hết bệnh hay không. Cho nên em nghĩ là mình nói ra với một cái tâm thế là nếu mà họ đồng hành với mình thì tốt quá, mà nếu họ dừng lại thì mình cũng không có cái gì để trách. Về em thì cái cảm giác của em như thế nào? Thật ra thì cảm giác của em lần đầu tiên khi mà em nghe được những cái cụm từ như là ung thư, nó thực sự nó rất là lớn lao. Đúng vào cái thời khắc đó khi mà em nghe cái câu chuyện của Hương thì em mới thấy là trời, có nghĩa là tất cả những cái gì mà từ trước đến giờ mình cảm thấy là nó thật là xui xẻo hoặc là nó tiêu cực á, thì so với cái chuyện này nó chả là cái gì. Thế là từ đó trở đi thì em cảm thấy rằng là thật ra thì mình cần phải mạnh mẽ hơn để mà mình có thể chăm sóc cho cái người con gái này. Đó là cái suy nghĩ ở thời điểm đó của em. Và em chấp nhận luôn cái căn bệnh đó cho dù có bất kỳ trường hợp nào xảy ra đúng không? Dạ, vì đúng thường rồi. Là ung thư về tuyến giáp á, những cái gì mà về tuyến giáp á là nó ảnh hưởng đến cái sinh con nó rất là khó đúng không? Em biết mà đúng không? Dạ biết, bác sĩ có nói. Và lúc đó thì em có nói với ảnh về cái việc đó không? Dạ, cái việc mà tư duy của em á là thành thật. Thì cái lúc mà hai đứa ngồi kế nhau tự nhiên tay chân của em nó run hết trơn à. Em rất là run, mặc dù em nói thì rất là mạnh mẽ, em nghĩ là mình sẽ đối diện nhưng mà vẫn run. Thì khi mà em nói từng chữ ra là em đang
là bệnh nhân ung thư. Tức là em nói rất là chậm luôn, thì mới nói ra được cái câu chuyện đó. Thì nhưng mà khi mà nói ra hết một cái tự nhiên mình thấy giống như mình trút được cái gì đó trong lòng. Rồi thì tự nhiên lúc đó ảnh không nói gì, tự nhiên cái mình nói rồi xong rồi, chắc là người ta có thể là sẽ không có đồng hành với mình rồi. Thì anh im lặng một chút, sau đó anh mới nói chứ anh nghe cái điều em đang chia sẻ, tự nhiên anh thấy anh thương em hơn. Tức là anh im lặng một lúc là anh nói cái câu đó, tự nhiên cái em cảm thấy may quá. May là người ta không có từ bỏ. Sau cái cuộc nói chuyện đó thì em bước vào cái đợt điều trị. Và rất là may là đó cũng là đợt điều trị cuối cùng. Sau đó thì bác sĩ thông báo là em hoàn toàn hết bệnh. Yes. Nên là khối u nó sạch hết rồi. Và em cũng chính thức bước vào cái cuộc thi án vàng mà em nói. Hay quá. Rồi bây giờ em có em bé chưa? Dạ em có, em bé 4 tuổi rưỡi. Trời ơi. Thôi chúc mừng, chúc mừng. Chắc có lẽ đó là biến cố lớn nhất trong biến đời cố duy nhất trong hai đứa thôi. Nếu mà duy nhất thì cũng không hẳn. Còn nữa hả? Dạ, tức là khi mà quen nhau được một thời gian thì ảnh lại bị phát hiện ra là bị thoát vị đĩa đệm mà bị rất là nặng do chấn thương chơi thể thao. Bạn này bị nặng. Thoát vị đĩa đệm ghê lắm ha em. Chưa mới giỡn đâu. Em tới đó là nó không còn gọi là thoát vị đĩa đệm nữa rồi. Nó gọi là hẹp ống sống. Và bây giờ trong người ảnh mà bây giờ hiện tại là ốc vít không á. Dạ đúng rồi. Tại vì có một giai đoạn là có xém bị liệt cho nên phải mổ. Đó là giai đoạn đã cưới rồi, lúc đó là em sinh con được 8 tháng. Thì là ảnh bị sậm luôn, nằm luôn, không có đi được. Thì bác sĩ mới nói bây giờ nếu không mổ là liệt. Tại vì bây giờ là không, cái lưng này là không xài được nữa rồi. Thành ra là cả gia đình nói chung là hai bên luôn đều chuẩn bị tâm lý rất là kỹ. Và bản thân em cũng chuẩn bị tâm lý. Một lần nữa em cũng là một cái người đứng trước một cái cột mốc gì đó. Em luôn nghĩ về cái tốt, về cái tích cực chứ em là không nghĩ hướng ngược lại. Cho nên em cứ nói ảnh là yên tâm đi, ở hiền gặp lành, chắc chắn ca mổ của anh nó sẽ thành công. Thì em nhớ cái đêm mà mổ xong xuống á, là sáng bác sĩ mổ, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật á, lên mới đụng vô cái chân ảnh, mới hỏi có cảm giác không nam. Anh nói dạ có bác. Bác nói ôi vậy là không liệt rồi. Nhưng mà có nam bi quan không? Không biết làm sao, nhưng mà lúc nào trong đầu em cũng nghĩ rằng là chắc chắn là mình sẽ mổ được. Thực ra thông qua cái chuyện của hai bạn này á, mình mới rút ra một cái điều á, bệnh tật á, cái yếu tố tinh thần nó cực kỳ quan trọng luôn. Tức là ý chí của bệnh nhân á, với lại cái niềm tin hoặc là sự vui vẻ trong cuộc sống nó quyết định kinh khủng luôn. Cái đó đúng là lạc quan. Đúng, lạc quan. Hai bạn phải chúc mừng cho nhau. Đúng rồi. Chắc lấy nhau rồi hạnh phúc dữ lắm. Chắc không có chuyện không gì có xấu lòi ra đúng không? Không có. Đây là đến phần vạch mặt nha. Phần vui nhất, phần vui nhất của chương trình đó. Có thể bật mí cho chúng ta biết về những cái tật xấu của nhau. Anh ấy có tật xấu gì không em? Có chứ ạ. Có. Sao không có? Tật xấu là em hay gọi là tên bịp bợm. Tại vì sao? Cái lúc mà yêu á, là cái người này hồi nãy chắc giờ chị Vân với anh Thuận cũng thấy cái tính mục tiêu rất là cao. Mình xác định mình muốn cái gì là phải làm cho bằng được. Cũng vì thế, hồi đó em tưởng anh là người lãng mạn. Tại vì lúc yêu là mua hoa, rồi nói chung biết cái tính của em thích lãng mạn, làm tất cả những điều em thích. Rồi set up, nến, rồi đủ thứ hết. Rồi như vậy là bây giờ mình chắc mình hợp quá. Rồi xong về là cắt hết, không còn một cái gì lãng mạn hết trơn á. Là đến nỗi mà kiểu là em nhiều lúc bị stress luôn á. Mình cảm thấy là nó bị sốc quá. Tại sao bây giờ ảnh khác quá? Thì em cứ nói là anh khác quá, anh thay đổi rồi. Nhưng ảnh nói không, anh là như vậy. Anh không có lãng mạn, tính anh không phải người lãng mạn, không có đáp ứng được em. Cái xong cái em mới nói vậy là có nghĩa hồi đó lúc quen là anh lừa em hả? Đó là xài chiến thuật đó mà, nãy là chiến thuật chiến lược đó. Có những cái đợt là 20 tháng 10 hay là những cái dịp gì đó là quá bận, làm ở công ty quá bận. Xong rồi nhắn cho em là thích gì, em thích gì, xong rồi em chuyển khoản. Là chuyển khoản vô thì ví dụ lần đầu thì mình cũng thấy cũng được, cũng thông cảm được tại vì là ảnh bận. Nhưng mà sau một vài lần thì mình cảm thấy là mà tính của em thì em lại không thích như vậy. Em thích, em nhiều lúc em mới nói chứ nhiều khi anh mua cho em cái kẹp tóc thôi cũng được. Nhưng mà là anh có thể bỏ thời gian ra anh đi mua và anh đem về anh tặng cho em. Anh chọn cái kẹp thật là xấu cũng được luôn. Nhưng mà anh có thể nào làm cái điều đó không? Chứ anh đừng có kiểu như vậy, em không thích. Rồi. Thực ra là ở cái lứa tuổi này á, là bắt buộc phải là như vậy. Có nghĩa là muốn chồng tự tay mua, muốn chồng chứng tỏ cái sự quan tâm một cách cụ thể. Chứ còn ví dụ như em chuyển 20 triệu, người ta không thích bằng là em đi mua một cái giỏ 1 triệu thôi, em tặng cho bạn. Ví dụ vậy. Thì nhưng mà 52 tuổi sẽ khác nha, năm chờ 52 tuổi nha. Bây giờ Hương kể tiếp tục nói này ra chắc ảnh không thích đâu. Cứ nhưng nói mà, đi em sao dạ, nhưng mà thôi mình cứ thật đi. Thích chơi game, mê game. Dạ. Nhưng mà chơi thâu đêm suốt sáng không em? Bỏ ăn bỏ uống không? Không, tại vì công việc chính của ảnh ở công ty thì vẫn là điều hành, cho nên được một cái thì nếu mà là công việc thì là công việc, chứ ảnh không có để bị ảnh hưởng đến công việc. Nhưng mà còn về nhà là cứ bấm game xong mà em nói là anh có thể nhìn mặt em được không, anh đừng có nhìn cái game nữa được không. Thì nói chung là ông xã em thì được một cái là góp ý thì cũng nghe rồi cũng giảm, xong rồi giảm được khoảng tuần 2 tuần,
xong cái lại tái lại. lại xong rồi cái lại nói lại nghe rồi lại giảm rồi nó cứ như vậy. Có một cái giai đoạn mà ảnh bị thay đổi hoàn toàn á, là trước đó thì ảnh rất là ok, nhưng mà đến khi mà ảnh kiểu trẻ quá mà có những cái bước thăng tiến quá là vượt bậc ở chỗ công ty cũ á, cái tự nhiên ở công ty làm sếp xong về nhà làm sếp luôn. Là bắt đầu là có trong giao tiếp với em là có sự thay đổi, tức là nói là không có nghe em mà quyết là quyết kiểu vậy. Cũng có một thời gian nhưng mà rồi bây giờ thì hết rồi. Nói chung là thời như vậy thì mình không có nói là gia trưởng mà bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng trong đời sống hôn nhân. Còn gì nữa không nè? Ảnh thì tính của ảnh thì không chảy chuốt, thậm chí là rất là xòe xòa. Tất cả trang phục, giày dép, tất cả mọi thứ là vợ lo chứ còn ảnh không lo. Nhưng mà có điều là hơi lười. Ví dụ như cái ống kem đánh răng ở nhà là ảnh sẽ bóp ở trên. Ảnh nặng ở trên, ảnh nặng. Tại vì tao bóp ở dưới. Đúng, ảnh nặng ở trên mà ảnh nặng. Rồi ngày nào em cũng vô em cứ nặng từ dưới dặn lên. Ngày mai em lại bóp ở trên. Dạ, ngày mai cũng y chang vậy nữa. Tất cả những bà phụ nữ đều có một cái đồng bệnh giống nhau. Chị cũng y chang em thôi, nỗi khổ như nhau thôi. Đó, cho nên thôi cái đó là suy xóa cái đi là, cái là mình thích làm những cái gì dễ dàng à, nghĩa là bóp cái cho nó ra liền luôn. Là giờ tới em đó. Nếu mà nói là có một cái tật xấu á, là từ khúc mà gặp mặt cho tới bây giờ luôn á, là 7 năm, thì tới tối ngày hôm qua em mới nói ra. Thì em nói xong một cái là phản ứng rất là mạnh luôn. Cho nên ngày hôm nay mà bây giờ nói nữa thì thôi nói đi, cho nói. Nói đi. Đó là hơi bám. Bám em á hả? Đúng rồi. Ồ, đó là bệnh của tất cả các bà vợ mà. Bám chồng vậy luôn. Chuyện bám chồng là chuyện của tất cả các bà vợ. Bán mới mệt chứ. Bán chập bám chồng mình mà. Như thế nào? Có một cái mức mà ví dụ như vậy nè. Có nhiều khi á là đi cái việc đó và thật ra thì em hoàn toàn không có làm một cái gì. Em không hề có một cái công việc gì ở một cái sự kiện đó, nhưng mà vẫn muốn em đi theo. Nhiều khi là chờ 4-5 tiếng. Hoặc là ví dụ như là bây giờ đi làm cái tóc. Giờ mình biết rằng là một khi mà phụ nữ đã nói là xíu nữa em đi làm đầu, anh đi với em nha, thì mình sẽ hỏi rằng là em tính làm đầu trong vòng bao lâu. Thì câu trả lời thường là khoảng chắc 1-2 tiếng. Nhưng mà hành tới 5-6 tiếng nữa. 7-8 tiếng. Cho nên thứ gì đó, cái tiệm nào mà hành em 8 tiếng dữ vậy trời. Nhưng mà tại sao em không để cô ấy ở chỗ đó làm, rồi em nói em làm đi chị nào. Xong rồi anh chạy qua anh đó. Bây giờ có chuyện đó. Vẫn phải ngồi ở trong đó luôn. Chính xác. Chà, cái này là hơi gắt á. Cái này là hơi gắt á. Cái này là mình không có được rồi đó. Tôi là tôi năn nỉ vợ tôi luôn. Ban đầu mới cưới về tôi cũng nói em ơi, em cũng chở Liên đi nghe. Mà ở trong đó nó không quen. Cái chỗ làm tóc mà bây giờ mình mở đầu mình ra thì nó không có tóc nó kỳ. Cuộc sống của em là yếu. Ví dụ như người bình thường á là ngồi hồi xưa á là em cũng ráng ngồi, nhưng mà về sau này nói thiệt là với cái cuộc sống giả của em mà nói là ngồi lâu ngồi quá 7-8 tiếng là khủng khiếp lắm. Đuổi á. Đúng rồi, nhưng mà dân thì vẫn cứ giận. Thật ra thì cái chỗ này không phải là thanh minh, nhưng mà cũng phải nói một chút xíu là hồi xưa em không có cái thói quen như vậy, nhưng mà từ khi quen ảnh á, ảnh tạo cho em một cái thói quen là đi đâu cũng phải đi chung, làm cái gì cũng phải làm chung. Cái lâu dần từ lúc yêu cho đến lúc cưới thì mình quen như vậy luôn. Dạ, xong rồi bây giờ thì công việc thì hai vợ chồng cũng làm chung công ty, có nghĩa là cứ phải đi chung với cái người này mà thì mình mới cảm thấy dễ chịu, mình cảm thấy yên tâm ở trong lòng. Đúng rồi. Cho nên cũng có những ngày thì ảnh nói thôi, ảnh đau lưng anh không đi thì em cũng chịu cho anh ở nhà em đi mình, nhưng mà kiểu giận thì vẫn cảm giác giận không ái được thì anh giận lòng chút xíu đó. Không biết có thiệt. Thôi bây giờ hai đứa mong muốn thay đổi điều gì? Em nếu mà nói thời điểm này á thì em chỉ mong là giảm cái thời gian chơi game lại, để có thời gian thứ nhất là cho em, quan tâm đến em nhiều hơn, cái thứ hai nữa là cho con nữa. Rồi con cũng đang bắt đầu gần cái độ tuổi vào lớp 1 rồi. Thì nếu mà kêu là có một cái gì đó thay đổi thì em chỉ mong cái đó thôi. Bớt game. Bớt game thôi. Được không Nam? Được không? Dạ, gần đây là bắt đầu thấy. Được chứ, phải được chứ, phải được chứ Nam. Còn Nam thì sao? Thì đó, giờ em mong muốn vậy đó. Thực ra thì từ trước đến giờ lúc nào em cũng đi chung hết á. Ở một cái mức là tuyệt đối quá. Thì giờ đó đơn giản nó chỉ giảm chút xíu. Thôi, cảm ơn hai em đến đây với chương trình. Đến với chương trình vợ chồng. Bây giờ thì xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Xin chào cô chú, xin chào quý vị đài truyền hình. Thì cháu tên là Nguyễn Quang Hợp. Năm nay 31 tuổi. Hiện tại đang kinh doanh tự do và đang ở Đà Nẵng. Ồ, Đà Nẵng hả? Mà gốc của Hợp giống như là ở người Bắc hả? Gốc của con là ở Nghệ An. Cũng có một thời gian làm việc và học tập ở Hà Nội. Cho nên là cũng có một chút pha giọng miền Bắc. Nhưng mà bây giờ vào Đà Nẵng thì có gia đình vào theo không? Dạ không, con vào trong đấy thì một mình thôi. Rồi lập nghiệp rồi cưới vợ. Dạ vâng. Đây chắc vợ người Đà Nẵng hả? Đó. Dạ không, con là người Huế ạ. Rồi mời con giới thiệu. Nói lớn lên nghe. Dạ. Con chào chủ Thuận, con chào cô Vân và chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Thùy Nhi. Năm nay con 33 tuổi và hiện tại con đang ở Đà Nẵng và cũng là kinh doanh cùng với chồng. Hai vợ chồng cùng kinh doanh luôn. Dạ. Mà có nghĩa sao con lại từ Huế con ra Đà Nẵng làm việc mình ơn hả? Có gia đình không hay là sao? Dạ thì trước đây con học ở Đà Nẵng á.
Với lại ở Đà Nẵng thì cũng có chị gái nữa, nên thành ra là con vào Đà Nẵng làm việc. Dạ. Ở Huế với Đà Nẵng, hai người cách nhau cái đèo Hải Vân. Đâu có đâu. Đúng rồi. Bạn này là ở Đà Nẵng, bạn này cũng từ Huế vào Đà Nẵng luôn. Nhưng mà là gốc là nhà ở Huế mà đúng không? Dạ, nhà con ở Huế, còn nhà anh là ở Nghệ An. Ở Nghệ An. Nhưng mà hai bạn là gặp nhau vào Đà Nẵng. Đều vào Đà Nẵng làm ăn rồi gặp nhau lấy nhau ở Đà Nẵng như luôn. Như vậy là câu chuyện tình của các bạn ấy có thể là gặp nhau ở một một cái nơi làm việc ở Đà Nẵng, đúng không? Thôi bây giờ hai bạn thôi đừng để chú đoán. Dạ. Chú đoán thì là 99% là trật đó. Dạ. Thôi bây giờ là mời hai vợ chồng kể cho chú cũng như là chương trình được biết là cái mối lương duyên của các bạn và lần đầu tiên các bạn gặp nhau và ấn tượng về nhau như thế nào. Cơ duyên gặp gỡ đó, sao gặp được hay vậy? Đúng là hai vợ chồng con thì gặp nhau online chứ không phải gặp nhau trực tiếp. Năm đó thì con cũng trong quá trình là đi tìm sản phẩm để kinh doanh ấy, thì cũng được một người em kết nối với chồng của con. Thì tại thời điểm đó thì chồng của con đang kinh doanh cái sản phẩm bún chấm ngấy á. Dạ, thì lúc đó anh đang ở Đài Loan, còn con ở Việt Nam. Ủa con đi Đài Loan làm việc? Dạ, con đi làm ở Đài Loan 6 năm. Dạ, làm công nhân bên đấy. Là từ năm nào? Dạ, con làm từ 2013 cho đến 2019. Dạ. Mà ở bên đó bộ có chùm ngây nhiều lắm hay sao mà con lại kinh doanh về chùm ngây? Dạ không, con thì thứ nhất là con thấy là làm công nhân cũng có một thời gian rảnh. Con muốn tìm cái sản phẩm của Việt Nam đưa sang bên nước bạn để có thể là... Cây chùm ngây em chữa được rất nhiều bệnh. Em biết cây chùm ngây không? Cây chùm ngây. Cái cây đó mà nấu canh nó ăn giống như là lá ngót nấu canh. Với lại một phần nữa là chữa bệnh nhiều lắm á. Cây chùm ngây chữa bệnh mất ngủ nè, chữa bệnh đau đầu nè. Chú được biết rất là nhiều. Như thế nào rồi? Có nghĩa là các bạn là trao đổi với nhau bằng bằng Facebook không, đúng không? Dạ đúng rồi, chị gặp nhau bằng Facebook là chính. Thời gian đầu thì bởi vì con lớn hơn anh cho nên thời gian đầu cũng là chị em thôi. Ở trên phương diện là hỗ trợ công việc cho anh, bởi vì thời gian đó thì anh cũng mới bắt đầu kinh doanh thì cũng chưa có nhiều kinh nghiệm ấy, mà con thì làm kinh doanh trước cho nên là bắt đầu mối quan hệ này thì là quan hệ mối quan hệ chị em giúp đỡ nhau trong công việc, chị em kinh doanh. Dạ. Thì sau một thời gian cũng nói chuyện với nhau qua Facebook vậy đó, rồi hai đứa nảy sinh tình cảm. Dạ. Nhưng mà đầu tiên á, cô hỏi nè, sao con lại chọn cái đối tác này để phụ con làm kinh doanh lúc đó con đang bên Đài Loan mà, đúng không? Thì con cũng không hiểu, nhưng mà khi nói chuyện thì cô ấy bạn ấy giúp cho con được có một số giải đáp. Thứ nhất là từ kho vận từ Việt Nam sang Đài, rồi con cũng có một số bạn cùng kinh doanh ở Việt Nam thì cũng khó trong vấn đề là vận hành hàng hóa, nên là con tin tưởng. Là mọi thứ thì trong thời điểm đấy cũng bắt đầu tập kinh doanh, cho nên nhiều cái nhờ bạn hỗ trợ nhiều. Cái khoảng thời gian còn ở Đài Loan á, là con có bạn gái không? Dạ có. Nhưng mà sau đó là chắc là chia tay rồi, cho nên là mới coi như là từ lúc mà coi như là làm ăn với cô gái này, đúng không? Dạ chính xác. Thì lúc đó thì là còn con thì có bạn trai không? Dạ không, lúc đó thì con là một mẹ đơn thân rồi. Con có em bé, lúc đó con có em bé 5 tuổi rồi. Vậy hả? Là lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Dạ khi mà hai đứa quen nhau thì năm đó con 30 tuổi. Rồi. Như vậy là tụi con làm việc với nhau á. Qua mạng là mấy năm? Tức là yêu xa, tức là chưa yêu, lúc đó chưa yêu mà. Một người Đài Loan, một người Việt Nam thì làm việc qua mạng giúp đỡ nhau như vậy là mấy năm? Dạ không, giúp đỡ nhau thời gian đầu thì còn cỡ tầm 4 tháng. Nhưng mà anh lại tin tưởng anh giao tiền cho con á. Ủa cái điều gì mà con lại con tin nhẹ tin dạ cái cô cả gái tin này như vậy hả? Đúng rồi, mà nhất là lại là lúc đó là con chưa từng gặp mặt ở ngoài đời luôn. Dạ chưa, chị gặp chưa từng gặp mặt ngoài đời mà dám coi như là giao tiền cho cô ấy luôn. Dạ. Cái điều gì mà ở cô ấy mà khiến cho con tin tưởng? Con với cô ấy cùng tham gia một group là tâm sự khởi nghiệp Do Thái. Khởi nghiệp Do Thái thì bạn ấy có viết một cái bài về khi hành trình single mom nuôi con ấy. Thì con đọc được cái tâm mà cái điều mà bạn ấy từ những cái khó khăn, từ những cái mà cái xã hội rồi rất là khó khăn nhưng bạn ấy vẫn vượt qua, thì con cảm thấy là đây là một người đáng để tin, mình có thể là trao những cái điều ví dụ về tiền bạc này kia đấy.
Trao về tiền bạc nè, về tinh thần, về thể xác, về cuộc đời trao hết luôn. Đúng lúc, không? Mà khởi điểm là tiền trước, rồi sau bắt đầu mới là... Nhưng mà lúc đó chắc chưa nghĩ là trao thể xác đâu. Không, em ơi tính đã hết thích rồi. Chưa? Tính hết rồi thì mới trao. Không, lúc đó là vẫn còn chị em không. Đúng không? Vâng, vẫn đúng không? Vẫn còn chị em. Nhưng mà con khai thiệt đi, con đừng có dối lòng. Có nghĩa là khi mà con quyết định trao cho cô này giữ, nó gọi là cái bao tử của con á, thì trong lòng con phải có một cái gì rồi, thì con mới dám giao hết như vậy. Đúng không? Nó cũng có một sự mến mộ và khâm phục. Dạ, còn một tình yêu thì nó sẽ nảy nở trong quá trình. Vậy thì đến khi nào thì con phát hiện là con thích cô? Phát hiện thì trong quá trình làm hình như là con cũng không nhớ rõ. Nhưng vậy thì ai thích ai trước nè? Chắc cả hai. Tức là họ làm ăn với nhau 4 tháng qua online, em hiểu không? Rồi chắc có lẽ là tháng thứ 5 này anh này về. Đó, anh này về Việt Nam này cái nọ các thứ. Đúng không? Tháng thứ 5 về. Dạ không. Đoán không được luôn. Đoán. Dạ phải 2 năm sau cơ. Phải 2 năm rồi mới về gặp nhau cô ạ. Có nghĩa là tụi con á, như vậy nhưng mà sau 4 tháng đó thì là anh giao tiền cho con. Rồi sau cái gọi là cái mốc là giao tiền đó thì bao nhiêu lâu á thì là tụi con thích nhau. Thích nhau qua online. Đến tháng thứ 5 nói với cô. Tháng thứ 5. Tháng thứ 5 là thích nhau. Nhưng mà ai là người nói trước? Đã nói là phải có một người nói trước chứ. Thí dụ như là chị thích em hay là em thích chị? À, chị thích em trước. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ nè, cái điều gì? Điều gì mà chị lại thích đứa em Đài Loan này? Thật ra thì bởi vì anh có bật đèn xanh cho con thì con mới thể hiện cái điều đó ra. Cô tin dạ. Không có một cái người đàn ông mà gọi là tự dưng mà tự ấy mà gửi đi tiền. Gửi tiền kêu mình giữ cái bao tử, cái hầu bao của mình. Cái động tác đó chỉ là của người chồng với người vợ mà thôi. Đúng không? Do bây giờ em thương chị thiệt là thương. Em coi chị giống như chị ruột của em. Em cũng đâu nhờ chị giữ tiền giùm em đâu. Chỉ có vợ em mới giữ tiền được của em thôi. Đúng không? Đó, đúng cho mà. Nên rằng cái chuyện là có manh nha. Manh nha rồi. Manh nha. Cho đó. Nên là mới giao tháng thứ 4, tháng thứ 5 là bộc lộ tình yêu luôn rồi. À cô này. Đó. Rồi giờ sao nè, cái lúc mà bộc lộ yêu xa 2 năm. Không, yêu xa 2 năm, ghê chưa? Em rất muốn biết cái chỗ mà, cái điểm mà coi như là đó, tỏ tình đó. Nghĩa mà coi như là gợi ý đây gọi là chúng ta phải tìm hiểu nhau, rồi đổi cách xưng hô, sao sao đó. À đó. Dạ, à, lúc đó thì tại... tại chồng của con thì lúc mà bắt đầu hai đứa thể hiện tình cảm với nhau á, thì kiểu chồng của con còn nài á. Con nghĩ nếu như đều bắt đầu mối quan hệ yêu nhau thì không thể có chị em hoài mãi được. Thế là để cho anh mà chờ cho anh đổi thì nó em thì có nghĩa rất là lâu. Thôi con là người chủ động đổi luôn. Tháng thứ 5 con đổi luôn đó phải không? Dạ. Anh hả? Kêu bằng anh luôn đúng không? Dạ. Rồi xong rồi tụi con có thông báo cho gia đình biết là tụi con yêu nhau không? Cũng khá rất là lâu, gần khi về nước thì con mới để lộ ra cái thông tin là mình có người yêu. Là bằng cách nào, là đổi avatar hay là một bài viết trên Facebook đúng không? Dạ. Rồi con có động thái nào giống như Hợp không? Đây gọi là công khai cái mối quan hệ với Hợp đó. Dạ, bởi vì lúc đó thì bên nhà anh chưa đồng ý á. Thành ra là cả hai đứa cùng thỏa thuận với nhau là không công khai, trừ khi anh công khai thì nhưng mà bên nhà của con thì vẫn biết. Chỉ là không công khai. Có nghĩa là hôm mà anh công khai trên mạng xã hội là con cũng công khai luôn. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi lúc đó thì là gia đình còn phản đối không? Có phản đối của vì con cũng chia sẻ gia đình nhà con thứ nhất là miền Trung, thứ hai nữa thì bố con là tộc trưởng thì cái định kiến xã hội rồi cũng có rất là nhiều cái. Và cái sự kỳ vọng của bố mẹ dành cho mình khá nhiều. Cho nên là cũng chưa được bố mẹ đồng ý. Trong gia đình chỉ có chị gái thôi là đồng hành với hai vợ chồng. Còn lại thì không có ai hiểu và chưa hiểu được vợ chồng con. Cho nên nhưng mà cha mẹ có những cái phản ứng nào? Có phản ứng khá gay gắt. Cụ thể là như thế nào? Mẹ con. Khi mà con về nước được mấy tháng thì con có vào Đà Nẵng gặp bạn này thì hai vợ chồng có được ở trong này con được 2 tháng thì mẹ có điện là một là con chọn người yêu, hai là chọn mẹ. Thì thời điểm đó con khóc rất nhiều. Con rất là lo lắng. Và nói chung là mình chưa hiểu một bên nữa tình yêu thì con không biết là con sẽ phải làm gì. Nhưng cái cuối cùng là cái tình yêu chân thành của hai vợ chồng cũng đã xóa đi khoảng cách giữa mẹ con và vợ con. Thì con thấy là cứ kiên trì
Dạ vâng. Bởi vì bên đợt đó bên chị làm cái vở bên Hiếu Bên Tình á, nó quá là đương thời luôn á, thực tế luôn á, bên Hiếu Bên Tình. Rất là khó. Xé rồi đúng không? Nhưng mà luôn luôn sẽ là một cái kết viên mãn nếu như là mình đã chọn lựa hạnh phúc cho mình và mình chọn yêu thương cho mình. À. Đúng không? Đó. Thành ra bây giờ cô hỏi nè, có nghĩa là 2 năm tụi con yêu xa. Rồi đến năm thứ 2 con về. Đó thì là mẹ đưa ra cái thông điệp đó đúng không? Vậy thì sau đó bao lâu thì tụi con mới có thể làm được cái việc là đến với nhau, đám cưới với nhau? À, con xin chia sẻ với cô chú thì bọn con vẫn chưa cưới. Vì do lý dịch 2 năm. Thứ hai nữa là để mà có cái mốc thời gian để mà để vợ chồng con đi với nhau, đó là bọn con tham gia chương trình Cưới Đi Chờ Chi. Cưới Đi Chờ Chi. Dạ. Và bọn con tham gia trong đấy thì bạn bè người thân cũng biết qua câu chuyện này, thì sau một khoảng thời gian như thế thì bố mẹ cũng hiểu dần. Đấy, đó là một cái mốc mà bọn con cũng gọi là lộ diện hoàn toàn rồi đấy. Trước là chỉ có gia đình thôi, nhưng sau này là tất cả mọi người đều biết. Cái lúc đó là bố mẹ con vẫn chưa đồng ý đúng không? Dạ chưa, chưa. Con cũng muốn mượn thông qua chương trình đó mà như là mình gửi gắm cũng như là muốn để cho bố mẹ hiểu thêm về cái chuyện tình cảm của hai chồng. Có nghĩa là cái MCV là quá nhiều những chương trình mà mang rất nhiều lợi ích cho các cặp mà lứa đôi mà có những điều khó nói. Dạ, đúng rồi. Giờ Cứ Đi Chờ Chi là đã đại đa số mọi người biết hết rồi. Rồi bữa nay là vợ chồng son xong là cả nước cả thế giới biết luôn. Bởi vì em mới thắc mắc em hỏi á, thế tại sao đã lên Cứ Đi Chờ Chi rồi hôm nay lại lên chương trình Vợ Chồng Son? À, có một điều thứ nhất là bản thân con cũng muốn một món quà dành cho vợ con. Thứ nhất là tình yêu thương mình đàn ông mình thích thể hiện. Thứ hai nữa là bản con muốn nói với bố mẹ rằng sự lựa chọn, sự đồng ý của bố mẹ thì đến nay gia đình con đã rất là hạnh phúc. Thì mong bố mẹ luôn luôn giữ gìn sức khỏe và chúc cho con cái là làm ăn tốt hơn và hạnh phúc hơn. Hay quá. Và bây giờ tụi con có thêm em bé nào chưa? Dạ có rồi. Có em nhà, ai nhà con lại có em bé cũng được mới 17 tháng. Trai hay gái? Dạ gái. Còn bé đầu thì là trai hay gái? Nhà bé đâu là con, cũng con gái luôn. Là hai đứa gái. Dạ. Thôi chút nữa chắc chú phải ngứa mồm ngứa mỏ. Chú chúc cho năm sau, năm sau. Năm sau, năm sau đi ha. Năm sau có đứa trai. Được rồi, để cái cuối chương trình hả chú nha. Dạ. Dạ. Rồi. À, vậy thì là khi mà con về đây là vì chắc có lẽ là vì cô gái này đúng không? Dạ đúng rồi. Yeah. Và con quyết định về luôn chứ không quay lại Đài Loan. À, thời điểm mà con quyết định về thì nó cũng có một số cái là công việc con bên đấy cũng khá ổn định. Thu nhập cũng khá tốt. Và công ty có, nếu như con quay lại làm thì có thể lên chức. Nhưng mà con quyết định rằng là mọi sự thì tin vào cô gái và tin tình yêu của mình, nên là con quyết định về. Trời ơi. Thế bây giờ thì công việc tụi con ổn định hơn cái hồi con ở Đài Loan rồi đúng không? Dạ đúng, hơn rất là nhiều. Hơn tại vì là cả hai vợ chồng cùng chung lưng đấu gần với nhau thì trời, lúc ở xa nhau mà còn thành công vậy, huống chi bây giờ là ở chung một nhà rồi chung lưng đấu cực thì thành công tới mức nào nữa đúng không? Dạ. Vậy thì sau đây có tính là tổ chức một cái đám cưới hoành tráng lệ dạ, để mà coi như là có hai đứa nhỏ nó dự đám cưới của ba mẹ luôn không? Dạ có. Chắc chắn có đúng không? Dạ. Rồi, nhớ mời tôi với chị Hồng Vân ra Đà Nẵng nha. Dạ. À bây giờ vẫn ở Đà Nẵng luôn. Dạ. Dạ. Rồi mình mới bay vô đây hả? Dạ. Đạo con. Dạ đúng rồi. Bay vào ngày hôm qua, tối qua. Ừ. Ồ, vậy là tối qua Đà Nẵng lạnh chưa? Dạ, mưa lạnh. Mưa lạnh đúng không? Dạ. Cái vậy thì cái thời gian đầu mà các bạn bắt đầu gặp nhau rồi quyết định là tìm hiểu nhau và sống lại với nhau thì có sống chung với nhau không? Và khi mà bọn con xác định là tới với nhau rồi á thì thuê nhà để ở cùng với nhau luôn. Thì đến khi sau khi mà được bố mẹ đồng ý xong thì hai vợ chồng con cũng đăng ký kết hôn rồi. Và cũng ít nhất 2-3 lần để mà lên kế hoạch tổ chức đám cưới thì là nó cứ không trống bão thì nó lại trống dịch, thế là cái dơi tệ. Vậy cái thời gian đầu mà sống chung với nhau là con cũng mới về nước nữa. Dạ. Và con thì công việc đang trong cái giai đoạn cũng bấp bênh. Dạ. Vậy thì cái thời điểm nào mà hai vợ chồng khó khăn nhất? Nó khó khăn nhất. Cái thời điểm mà hai vợ chồng con khó khăn nhất đó là thời điểm mà vợ con sinh bé thứ hai đấy. Thì trước ngày sinh 2 ngày thì con có nói chung là cũng tin bạn bè và bị mất một số tài sản. Trời. Dạ, nói chung là ngay mùa dịch ha. Dạ, ngay mùa dịch luôn đấy. Ngay mùa dịch, ngay mùa vợ sinh thì lại bị lừa hết tài sản. Xui dữ vậy. Trời ơi. Nhưng mà cái lúc đó là chắc là cha mẹ cũng vẫn chưa có
con có chấp nhận nó đúng không? Dạ lúc đó rồi chứ. Dạ rồi. Rồi đúng không? Rồi thì mới là quyết định dọn về sống chung rồi với nhau. Rồi bao nhiêu tiền của mình làm bên Đài Loan bao nhiêu năm dành dụm là nó lừa hết luôn. Nói chung đối với vợ chồng con đó là một tài sản rất là lớn. Và lúc dịch thì sinh ở hai vợ chồng đi thôi. Cũng có nhiều khó khăn và một cái mà con nhớ mãi đó là lúc vợ con sinh thì bé bị thắt cái cuống rốn. Chỉ chậm mất khoảng tầm 3 giây nữa là có khả năng là ảnh hưởng đến là tính mạng. Trời ơi. Cho nên là một cái điểm nhấn, một cái điểm mà con không hề con quên. Và con biết ơn vợ con rất là nhiều đã cho con có một nàng công chúa rất là tuyệt vời. Trời ơi. 3 giây thôi hả? Dạ. Tức là lúc sao con kể cụ thể? Lúc đấy là bé tim đã bắt đầu ngừng đập và không thấy tim thai nữa. Dạ. Thì bác sĩ phải đưa ra quyết định là cho thuốc vào để đẩy nhanh hơn ra. Dạ. Cho nên là khi đấy là mặt tím tái hết rồi. Nói chung bác sĩ là tầm 3-5 giây nữa là có ảnh hưởng đến tính mạng. Là nó bị cuốn, cái cuốn rúng. Dạ, thắt dạ, cổ, lúc thắt mà, cổ đó, dạ, thắt lúc, vòng do đấy. Lúc tràng hoa cuốn cổ thì bác sĩ bảo là trường hợp khá là đặc biệt bởi vì trong 1.000 ca mà có 1 ca. Bởi vì lúc mà siêu âm thì máy không thấy. Mà trong quá trình con sinh bé ra ngoài á thì nó bị thắt cái dây rốn đó cho nên nó bé không thở được ấy. Cái đó là ta chú không biết. Cái đó là sinh mổ hay là sinh thường? Là sinh thường. Con sinh thường đó cho nên mới phải chích thuốc vô để cho em bé ra nhanh á. À, là lý do là mình siêu âm không thấy dạ. cho nên mới sinh thường chứ dạ. nếu mà thấy thì chắc chắn phải là sinh bổ dạ, rồi dạ, đúng, dạ, không? Dạ. đúng không dạ. Trời thôi cũng may mắn đúng không dạ. thôi vậy tốt rồi dạ. có nghĩa là vợ chồng sống với nhau được mấy năm rồi dạ ba dạ, ba năm được ba năm rồi ba năm hai dạ. đứa rồi trong cuộc sống thì lúc mà sau khi lấy nhau rồi đó thì có những cái gì mà gọi là đối phương chưa có hài lòng thực sự về nhau không, ví dụ như những cái tật xấu mà hồi lúc mà khi mình chưa ở với nhau á thì mình chưa biết á, xong tự nhiên về ở với nhau rồi mới thấy trời ơi ông gia trưởng quá nè, hay là ông kiểu như là bê bối quá, quần áo không chịu giặt phụ mình hay là không chịu làm việc nhà phụ mình, có không? Cho vợ thì xấu xí. Phần này là các cô vợ cô nào cũng hào hứng hết á. Vợ chồng con thì được cái là hai người khá là hiểu nhau và tư duy khá là mở, cho nên cái kiểu là lúc nào cũng chia sẻ cho nhau hết. Và điểm là tức là trước khi mà là còn là thanh niên á, thì rất là sạch sẽ, rất là chú toàn mọi thứ. Nhưng mà khi có vợ về thì hơi bầy hơi một tí. Có thể là đôi khi anh tức là lấy đồ đạc hay là chỉ cần uống cái cốc nước là cứ tiền đâu là để đó thôi chứ không để lại vị trí cũ ấy cô. Bừa bộn dạ, đó. Bừa bộn. Đó. Dạ. Đó là do ý y vô vợ đó em. Thường là như vậy, tâm lý mấy ông chồng á, biết vợ mình gọn gàng á là lúc nào cũng ý y thôi kệ, thế nào bà cũng dẹp đi. Tâm lý chung á em. Hồi đó em có đó chị. Đó. Nhưng mà em bị cằn nhằn quá cái giờ hết luôn rồi chị. Phải không? Tại sợ á. Tại sợ á, có nghĩa là bà cũng dẹp mà đi kèm với cái sự dọn càng dẹp đó. Ràm nó là thôi, hà để tôi làm chứ giờ không dám để nữa. Dạ. Đó. Rồi, còn gì nữa nè? Dạ với lại là kiểu anh kiểu là hay anh có một cái tật xấu đó là hay suy nghĩ quá ấy. Ừ. Cả nghĩ đúng không? Dạ. Cả nghĩ. Nghĩ ví dụ nhiều. Như những cái điều gì mà con cảm thấy là cái đó là không tốt cho đối phương của mình. Cái cả nghĩ đó nó mệt lắm á. Cả nghĩ rồi đi đến suy diễn. Dạ, thường là như vậy. Có một cái chuyện gì ví dụ trong công việc kinh doanh hay là gia đình cũng vậy á. Tức là anh mà tiếp nhận thông tin mà nó không được như ý lắm thì anh cứ hay bị mất ngủ á, rồi cứ suy nghĩ, cứ để trong đầu suy nghĩ một mình vậy á. Thì con cảm thấy không vui về cái đó. Bởi vì là đôi khi có những cái chuyện mà mình cứ giải bày ra mình nói đi. Nó sẽ dễ chịu hơn là mình cứ giữ trong lòng một mình á cô. Thật ra nếu mà cứ như vậy hoài á nó rất là dễ bị ảnh hưởng tới sức khỏe đó chị. Ví dụ như thức khuya mà cứ suy nghĩ hoài, mình không ngủ đủ giấc. Dạ, nó rồi lại cứ suy nghĩ trăn trở hoài, nó rất là dễ bị dẫn đến stress. Dạ. Mà tính chồng con là hay lo, kiểu hay lo rồi lo cho người này, lo cho người kia. Rồi giúp cho người này rồi giúp cho người kia, đâm ra cứ ôm việc vào người á cô. Rồi có uống rượu uống bia gì không? Dạ chồng con thì không, tức là rượu bia chỉ là xã giao những cái lúc mà cần gặp bạn bè hay là đối tác thôi chứ con lại bình thường. Thì cái đó là em chung... là con chấp nhận đúng không? Dạ. Quan hệ xã hội. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Dạ, hay là hết rồi? Dạ hết rồi. Vậy thì giờ mong muốn hợp thay đổi điều gì? Con mong muốn chồng con thay đổi đó là quan tâm tới sức khỏe bản thân một chút. Bởi vì anh luôn
kiểu là anh luôn nói với con rằng là kiểu để cho vợ con khỏe là được rồi, con ăn sao cũng được ấy. Nhưng mà con quan điểm đó là sai lầm. Dạ, con luôn nói với anh là nếu như mà anh muốn lo cho vợ cho con của mình, muốn lo cho những người thân của mình thì bản thân anh phải là người khỏe đầu tiên. Đúng rồi. Và phải biết chăm sóc bản thân đầu tiên đã, rồi hãy hãy đi quan tâm tới những người khác. Mà con nói nhiều cả đây lắm rồi đó. Thương vợ. Thương vợ thương con á, như bất cần thân thể đó. Yeah. Đó chỉ thì chỉ không lo cho vợ con trước rồi tới mình sau. Nhưng mà thân thể mình phải khỏe mạnh thì mình mới lo được cho vợ cho con. Nhưng mà đâu có biết được là ví dụ như mình đang là cây tùng cây bách ở trong nhà, chỗ dựa vừa tinh thần vừa vật chất cho cả gia đình á. Mà mình có chuyện gì á thì coi như giống như bị hỏng cẳng á. Đúng không? Cho nên mình phải lo cho bản thân mình trước. Rồi bây giờ tới hợp đó. Đến lượt anh. Hai vợ chồng con thì mọi thứ nó cũng khá là tốt, khá hợp nhau trong cuộc sống, mọi thứ. Thì con chỉ thấy một số điểm mà vợ con xấu. Thứ nhất là về việc từ thời điểm mà con về nước ấy, thì bộ bạn này mọi thứ đều lo cho con hết. Từ cái việc mà quần áo rồi mọi thứ đều mua sắm cho con, bản thân bạn không sắm cho mình. Thì gần như là thời điểm đấy là con thay hết toàn bộ quần áo cho bạn ấy. Và nó giống ăn liền vào trong máu ấy. Đến thời điểm bây giờ quần áo cũng rất là ít, ít khi sắm cho mình. Làm đẹp thế. Con bây giờ tất nhiên là mình cũng kiếm được, cũng có thu nhập, thì con cũng bảo là bây giờ mình ở cái tâm thế khác, mình yêu thương bản thân mình hơn, làm đẹp mình hơn. Nhưng bạn ấy cũng gọi là chưa thực sự là mình thay đổi về vấn đề đấy. Còn cái mà con chưa thấy bạn ấy thay đổi một chút đó là sự kiên trì. Làm một công việc thì khi mà năng lượng mình làm rất là dạt dào, rất là máu chiến. Nhưng mà khi mà làm trong thời gian nhà chóng chán. Có nghĩa là dễ chán, dạ, dễ bỏ cuộc. Có dễ bỏ cuộc không? Cũng có. Dạ. Thường thì những người là mau chán thì rất là dễ bỏ cuộc. Dạ. Không có kiên trì. Dạ. Đó là hai cái điều mà con chưa được thấy là vợ con chưa thay đổi nhiều. Đã bao giờ mà cái chuyện đó mà nó xảy ra một cái việc này đó nó thất bại mà của vợ con không? Hầu như mọi thứ con là đứng trước, cho nên bạn ấy có sai hay là có không kiên trì thì con cũng là người phía trước rồi. Cho nên là ít khi gặp vấn đề thất bại. Dạ. Còn gì nữa nè? Có nóng tính không? À, có nóng tính. Dạ có nóng. Đâu, kể cho nghe coi. Cái sự nóng tính của cô ấy như thế nào? Chồng mà sai là quạt thẳng mặt. Nói chung là cũng hay càm ràm. Nhưng mà càm ràm nó đúng, con không cãi được. Tại vì đó, như là em nói đó, nó bừa bộn đó thì quán phải càm ràm. Dạ, càm ràm đúng, cho nên là mình cũng nhịn. Nhưng mà người ta có kinh nghiệm sống trước mình 2 năm mà. Cho nên mình phải nghe thôi. Dạ. Thế thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn là vợ con thay đổi bản thân về bên ngoài xí đẹp hơn nữa. Vì con nghĩ là vợ con có thể đẹp hơn như thế bây giờ. Đấy. Và đẹp như hôm nay nè, có nghĩa là ý chồng con muốn vậy đó. Dạ, tại đúng rồi. Có dáng đẹp nè, mà gọi là người ha, xinh xắn, mà cái giọng nói của con rất là đáng yêu. Cô nghĩ là chắc là qua cái thời gian online chồng con cũng nghiện cái giọng nói của con á, bị ghiền á, đúng không? Đúng, à. Mình nghĩ là sau chương trình này về cô ấy sẽ thay đổi, yên tâm đi. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó, thì cô thấy nè, con á, con phải lo cho sức khỏe bản thân, vợ con nói thế là đúng. Hoàn toàn chính xác luôn. Con phải có sức khỏe, đó điều tiên quyết luôn. Con còn nhỏ quá mà. Hai đứa nào cũng còn nhỏ, đúng không? Dạ. Rồi, còn về phần con á, chồng con mong muốn con phải là đẹp nhất có thể. Tại vì ổng thấy cái tiềm năng ở trong con còn xinh còn đẹp lắm. Mà tự nhiên con làm thui chột đi cái đó thì phí hoài. Cô thấy điều đó cũng hết sức là chính xác luôn. Đó, cho nên rằng hai đứa cứ nương nhau mà sống thôi. Chứ cô thấy là hai đứa đủ để mà biết được là mình phải làm gì để cái gia đình nhỏ của mình hạnh phúc. Vượt qua bao nhiêu những cái khó khăn cản trở rồi. Tìm được nhau rồi thì phải giữ lấy nhau. Đúng không? Giống như thông điệp của chương trình nè. Đã chọn yêu thương thì phải được hạnh phúc. Đúng không? Hạnh phúc là lựa chọn. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần sau. Con chào. Con chào cô chú.